ơi, nấu đi, lúc tôi già cả mà gặp trời mưa chị không nổi các bạn ơi. Mình nghèo nốt luôn quá rồi. À, đắp, lấy một đắp. Mua liều kia. Cái dốc đó các bạn ơi, thảo mà nó thương thương đó, thằng nào nấy mặt mày xanh cho nè. Mới ra mà gặp đám mưa quá trời các bạn ơi. Em ơi lạnh của em ơi. À. Ơi. Quá lạnh các bạn ơi. Rồi rồi ok, chị mở cái, chị mở cái. Chị có vợ ở nhà, vợ với ông em cái này thôi. Chị chú nào. Trời ơi, quá trời mưa luôn rồi. Anh sẽ làm tất cả để có em trong phòng. Mỹ nè bạn ơi. Chào các bạn. Lạnh quá, lạnh quá. Đâu thành đau tôi xuống gì lạnh thì trời ơi. Ôi, ở trong có lạnh đi. Phải đến chơi thôi, gió mưa rồi. Mình đối với tôi là người Điện Đỏ, không có gì để ý của. Tôi chỉ lạnh cái xe. Ai xào mưa trời gió mưa. Cứ làm mãi, đấu tôi không lưu. Gáp luôn các bạn ơi. Hát lại, hát lại, hát lại. Nè. Đây à. Dạ anh em mình đang muối cá các bạn ơi. Đây. Ở nhà đâu hiểu cảnh này đâu. Nào. Cơn mưa ngang qua. Muối các bạn ơi. Đây. Giờ này hết nhìn thấy chiếc đực luôn các bạn. Đây. Lúc tôi già cả mà gặp trời mưa chị không nổi các bạn ơi. Tại quá nè. Mình nghèo nốt luôn quá rồi. À. Đắp. Lấy một đắp. Thấy thương quá các bạn ơi. Quay vô các bạn xem mình được. Tiền cũng khó lắm. Đây.
này rất là tốt rồi đó. Chị mới chưa này chưa tơi bời lắm đâu. Có lạnh gì đâu mà xạo quá. Quá thế. Mưa này chỉ sương sương nó cho anh em mình tắm thôi các bạn, chứ không có gì hết trơn rồi. Lâu quá trời không gạo, không có tắm mưa, nay tắm mưa chứ không có gì chưa. Mưa liêu kia. Nó dốc đó các bạn, bão mà nó nói sương sương đó, nào lấy mặt mày xanh cho nè. Mày mở tiếng mắt ra chứ. Để mày bảo mọi người có Lý Bình Đèo mà mở mơ các bạn. Lý Bình Đèo yếu rồi. Chạy bữa trong anh sẽ làm món lạ nữa kìa trong anh. Chạy bữa chế biến món nào ăn dữ dữ nha. Cá ngừ mà biển tìm thuốc bắc. Ồ, cái này. Món này hết tịch nha. Cá ngừ hầm tiêu. Ốc, ốc cái gì mắt cá ngừ hả? Mắt cá ngừ hầm tiêu hả? Cá ngừ hầm tiêu xanh. Ờ. Ok. Bị chốn luôn vậy. Cái gì? Mày. Đánh đá nào. Lại nào mua này chứ, mua này chứ, lâm găm nó cho đi mình tắm luôn không bị. Không có gì, không có gì để lạnh hết. Ờ, ở chằng mà ốc cục nổi rồi bạn. Ốc nổi cục cục nào. Mưa giảm hay quay. Chuẩn bị hết mưa rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy clip này hay thì cho mình xin một like và một lượt chia sẻ và lượt đăng ký kênh các bạn. Chúc tất cả các bạn xem clip vui vẻ. Quá thế các bạn ơi. Có lạnh gì đâu mà lạnh. Quay mặt tất nhiên các bạn. Nè bạn.